phải tự xét lương tâm mình. Những gì tôi đang phục vụ, tôi có lợi dụng để làm lợi cho mình không? Hay thật, cái câu nói của Gioan có thể áp dụng cho mỗi người. Chúa ở cùng anh chị em. Và ở cùng cha. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các thượng tế, các kỳ lão trong dân chúng rằng: Các ông nghĩ sao? Người kia có hai người con trai. Ông đến với đứa thứ nhất và bảo: Này con, hôm nay con đi làm vườn nho cho cha. Nó thưa: Không, con không đi. Nhưng sau đó, nó hối hận và đi làm. Ông cũng đến gặp đứa con thứ hai và nói như vậy. Nó thưa: Vâng, thưa cha, con đi. Nhưng nó lại không đi. Ai trong hai người con đã làm theo ý cha của mình? Họ liền đáp: Đứa thứ nhất. Chúa Giêsu bảo: Thật vậy, tôi bảo các ông, những người thu thuế, những cô gái điếm sẽ vào nước Thiên Chúa trước các ông. Vì ông Gioan đã đến với các ông trên con đường công chính và các ông không chịu tin. Nhưng những người thu thuế, các cô gái điếm đã tin Ngài. Còn các ông, sau khi xem thấy điều đó, các ông cũng không hối hận mà tin vào Ngài. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, để làm sáng tỏ hơn một chút, tôi đọc một đoạn của Luca có liên can tới Thánh Gioan. Luca viết rất rõ như thế này: Cũng có những người thu thuế đến với ông Gioan để chịu phép rửa. Họ hỏi ông: Thưa thầy, chúng tôi phải làm gì? Ông bảo: Đừng đòi hỏi gì quá mức đã ấn định cho các anh. Những người binh lính cũng đến hỏi ông: Còn anh em chúng tôi phải làm gì? Ông bảo: Đừng hà hiếp ai, đừng tống tiền người khác, hãy an phận với số lương của mình. Tôi đọc hai câu đó tại sao? Là vì hai cái hạng người đó nó có một cái gì? Cái hạng thứ nhất tôi gọi là thu thuế và gái điếm. Cái hạng thứ hai là những quân nhân. Tại sao vậy? Bây giờ mình trở lại một chút. Binh lính là sao? Chúng ta thấy họ có cơ đội, họ có nhóm, họ có vũ khí, họ có được huấn luyện. Một số học giả học về tục lệ người Do Thái cho rằng họ là những người Do Thái phục vụ cho vua Herodê Antipas, hoặc có thể là lính đánh thuê của hoàng đế La Mã. Nên nhớ, những lữ đoàn của La Mã, người thật gốc ở La Mã ít, nhưng họ đi đến đâu, họ trả lương cao, cho nên nhiều người ở địa phương đi huấn luyện để trở thành quân đội La Mã, nhưng mang tiếng đánh thuê. Dù gì đi nữa thì binh lính cũng giống như các chính trị gia hồi đó. Họ rất có quyền. Là vì như tôi nói, họ có vũ khí trong tay, họ có sức mạnh được huấn luyện và họ có đồng đội của họ bên nhau. Đặc biệt, nếu một người lính tố cáo hoặc làm lời chứng chống lại một người nào đó thì quan tòa khỏi cần xử nữa, đi kết án liền, tuân theo những gì người lính bảo. Ghê thật, nếu mình hiểu ra cái tập tục đó thì mình sẽ thấy ông Luca lựa hai nhóm rồi. Cái nhóm thu thuế và gái điếm. Rồi cái nhóm lính. Chắc chắn có nhiều người khác cũng đến. Cho nên, ông Gioan, ông bảo, đừng có tống tiền ai. Hãy an phận với số lương của mình. Đừng hà hiếp ai. Đừng hối lộ. Hãy sống liêm chính đối với lính.
Còn đối với mấy người thu thuế thì sao? Ai da, thu thuế là vì họ tiếp tay với ngoại bang, với La Mã. Họ là người địa phương, dân tộc Do Thái. Mà nếu họ là người Việt, nhiều người sẽ gọi là Việt Gian. Đây mình cũng có thể gọi là Do Thái Gian. Là bởi vì họ biết rất rõ người nào giàu, người nào nghèo, người nào thu nhập bao nhiêu, và họ chỉ điểm cho La Mã để La Mã lấy thuế. Nhưng hồi đó không có cái ti thuế vụ, nên nhớ, cũng không có sổ sách. Cho nên ví dụ gia đình bậc đó phải đóng bao nhiêu tiền đó, thì La Mã nó quy định cho cái anh thu thuế. Anh thu thuế có quyền thu cao hơn. Rồi cái số dư đó anh ta giữ. Do nên ông Doan mới nói đừng có thu quá mức ấn định. Thế là mình thấy nó ác rồi đó. Đã ăn tiền lương của La Mã rồi, ví dụ thu được bao nhiêu thì mấy phần trăm của người đi thu thuế lại còn lấy hơn nữa. Cho nên hai cái hạng người, mấy người làm gái điếm tôi không bàn. Bây giờ tôi tự hỏi, ông Doan nói gì với tôi? Nếu tôi cũng đến đó hỏi ông Doan, thưa thầy, tôi phải làm gì? Có lẽ ông Doan sẽ nói, đừng lợi dụng chức linh mục để trục lợi. Đừng lợi dụng chức linh mục của anh để phục vụ, chứ không phải để người khác phục vụ. Có lẽ ông Doan sẽ bảo, đừng lợi dụng chức linh mục của mình để mong mình là người đứng trên hết mọi người. Đi đâu cũng sẽ được chào hỏi. Có lẽ nếu các linh mục đến với ông Doan thời đó chưa có cái chức linh mục, chức tư tế của Do Thái là cả một cái dùng dòng tộc được chức tư tế. Ông Doan sẽ nói gì? Cuộc sống của tôi khác xa cách sống của những người lính mà. Nhưng nó giống nhau lắm. Là hay cậy vào những gì mình được trao rồi đi làm quá lỗ. Nó có đó. Nó có rất nhiều. Tôi đang cử một trường hợp của một trong những cộng đoàn công giáo Việt Nam trên đất Úc. Tôi không dám nói ở đâu. Một nhân viên tài chánh được hội ban mục vụ tin cậy, hóa ra lại là người biển thủ để đi casino gần mười mấy năm, biết bao nhiêu tiền. Thấy ghê thật, tôi không bày đặt ra đâu, quý vị tìm hiểu là ra liền rồi. Tôi cũng không bày đặt chuyện một linh mục trẻ lấy tiền của nhà thờ cũng để đi casino. Linh mục đó đã từng điện thoại sang đây mượn tiền quý vị. Đừng bao giờ cho mượn. Tôi không bày đặt, tôi nói như vậy có người thu đưa lên khắp thế giới mà. Đó, ông Doan bảo đừng dựa vào những gì mình có. Mình là người thu thuế, mình thu hơn. Mình là lính, mình hà hiếp, vân vân. Phải tự xét lương tâm mình. Những gì tôi đang phục vụ, tôi có lợi dụng để làm lợi cho mình không? Hay thật, cái câu nói của Doan có thể áp dụng cho mỗi người. Chúng ta đang chuẩn bị Giáng sinh, thật là nên thơ. Nhiều kỷ niệm thuở nhỏ ai cũng có, nên cần lưu tâm đến những lời ông Doan nói. Suy xét cái hoàn cảnh mình đang sống, cách ăn nết ở của mình, nhất là nhân cách của mình. Đâu là những nguy cơ do công việc mình đang làm vì trách nhiệm được trao phó? Rồi mình có lợi dụng trách nhiệm đó để làm sai không? Sai lương tâm, sai với luật Chúa, vân vân. Cho nên cũng là dịp để suy nghĩ lại một chút. Tôi thì tôi nghĩ sách Sư Phạm có nói chức vụ và uy quyền khác nhau.
Nhiều người gom hai cái là một, tôi không tin. Họ đã đúc kết bao nhiêu năm sư phạm để viết chức vụ như cái áo ta khoác lên hay người khác mặc lên cho ta. Rồi có lúc phải cởi ra, rồi có lúc người ta lột đi. Nhưng uy quyền nó thuộc về nhân cách, nó là xương, là thịt, là máu của mình. Mình không dùng cái chức vụ để đắp lấy cái uy quyền được đâu, là vì người ta có mắt, người ta nhìn thấy. Mà thật đúng, chức vụ để nó qua một bên, nay còn mai mất. Cái uy quyền nó nằm trong cái nhân cách, cái nhân đức của mình. Sống làm sao để đức lưu phương. Hồi mới học một chút chút tiếng Hán Việt, từ trong tù về, tôi đi lên Thủ Đức, một căn nhà cổ lắm, ngói mà cong cong đó, rồi lót gạch tàu đó, cột là gỗ lim đó. Thì tôi thấy giữa nhà có ba chữ viết rất đẹp. Tôi đọc được cả ba: Đức, Lưu, Phương. Ông chủ nhà hỏi tôi: dạ chứ thầy có hiểu, có đọc được? Tôi nói vâng, tôi đọc được. Thầy có hiểu? Tôi nói hiểu. Đức Lưu Phương có nghĩa là cái nhân đức của mình nó lưu lại tứ phương. Ông ấy cười, ông nói dốt. Phương đây nó có bộ thảo ở trên. Chữ phương không có bộ thảo là tứ phương, là phương hướng. Nó có bộ thảo là mùi thơm. Cho nên con gái hay có tên Phương Thảo, là loài cỏ thơm. Phương đó đó, bà Phương đó, bà Nho đó, là bà có mùi thơm đấy. Chữ phương đó đó. Cho nên đức lưu phương có nghĩa là nhân đức đi đến đâu cũng có cái hương, hương thơm của nó. Mình học nhớ đời hết lao táo. Đức để lại muôn phương, bị ông già cười cho. Tôi không giận ông đâu, tôi học được vậy. Từ đó tôi nhớ suốt đời. Thưa quý vị, ông Doan cũng muốn chúng ta đón Chúa Giáng sinh với cái đức lưu phương, để lại mùi thơm cho con cái, để lại mùi thơm cho người bạn đời của mình, để lại mùi thơm cho cái xứ đạo này. Bởi vì nếu không có mùi thơm này, mình có sức cái gì lên, mình có khoác chức vụ, mình có làm cái gì đi nữa rồi, nó vẫn hôi. Thật sự, nó phải từ bên trong, do một con người biết ngay thẳng với chính mình, biết so sánh đời mình với những tiêu chuẩn Chúa đưa ra. Đó là ý nghĩa Giáng sinh đẹp vô cùng. Hôm nay là ngày chót, ngày mai bước vào từng chủ nhật thôi, để đón Chúa Giáng sinh. Xin chúc mọi người đón Giáng sinh năm nay bình an giữa mùa Covid, Corona Vũ Hán, nhưng vẫn bình an. Đừng để ai lấy mất bình an của mình. Nói thì rất dễ, tôi cũng rất dễ mất bình an. Thật sự vậy. Xin Chúa ban cho chúng con, Chúa Giáng sinh là Chúa của bình an, ban cho mỗi người bình an. Dù biết trước mình có thể bị cái gì, vẫn bình an. Dù biết trước tai ương có thể đến với mình, vẫn bình an. Vì lương tâm mình không làm gì sai, và mình không có làm điều gì sai với luật yêu thương của Chúa Giê-xu, là mình bình an. Không biết có ai không đồng ý không? Hay là đồng ý vì gió hiu hiu mát, ta ngủ. Cảm ơn cộng đoàn. Chúc tuần cửu nhật, nên làm một tuần cửu nhật âm thầm thôi, để đón Chúa Giáng sinh. Tôi nghĩ đó là một trong những cái quà khá đẹp. Đây là câu chuyện, nó cũng phải chuyện cười, nhưng mà nó làm cho mình suy nghĩ. Có một linh mục người Mỹ mới đổi về một xứ đạo ở miền Trung Tây nước Mỹ, cái miền mà có nhiều bão tố nhất. Rồi vì là chưa có biết đường lắm, cho nên ông đi xe bus cho chắc ăn.
Và vì các linh mục Mỹ có thói quen tốt là mặc áo có cổ côn trắng, thì anh chàng Sebas là một người da đen, nhìn ông linh mục da trắng này lớn tuổi rồi và hỏi đi đâu, thì ông nói đi đó. Ông đưa tiền thì anh chàng tài xế thối dư 20 sen, không biết vô tình hay là đếm nhầm. Linh mục trở về chỗ ngồi được rồi thì bị đi lên cửa đó để cầm cái đó về đếm đếm lại dưới 20 sen. Bây giờ có 20 sen có nên trả không? Mình thì cũng chẳng cần, nhưng mà trả thì nó phiền tối. Khi đi xuống, người ta sắp hàng tới đi xuống, mình là phải ghé lại để trả nữa, rồi nó phải bấm máy rồi nữa. Nhưng mà ông quyết định trả. Khi ông xuống, ông nói, xin lỗi, sơ đã đưa cho tôi dư 20 sen. Ông tài xế chỉ cười thôi. Ngày Chủ nhật đó, trong thánh lễ, có cái ông da đen đó đi lễ. Và sau lễ ông ra ông nói, cảm ơn cha, cha đã không bán Chúa chỉ với 20 sen. Tôi đã bỏ đạo 18 năm rồi. Bao nhiêu linh mục tôi không phục là vì cứ lợi dụng cái chức vụ linh mục để đi bòn chèn từng sen. Tôi thử cha hôm đó trên xe bus, cha trả lại. Bởi vì nếu cha lấy luôn, tôi cũng bỏ Chúa luôn. Vì cha không đại diện được cho Chúa. Ông cha về phòng, quỳ xuống, lại Chúa, cảm ơn Chúa. Giuđa bán Chúa tới 30 đồng. Chẳng lẽ may mắn con không bán Chúa có 20 sen đâu. Hay thật, quý vị nghĩ coi. Ông ấy viết lại trong hồi ký đó. Ghê thật ha. Nhiều khi tích tắc một chút là mình bán Chúa rồi. Rồi mình ngụy biện rất khéo. Tôi có chức vụ đó mà. Bao nhiêu đó là tại nó thối lầm chứ đâu có sao. Wow. Bán Chúa có 20 sen thôi. Ghê thật.